Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là Thủy? Thủy Hàn? Sao hả? Bà thất vọng mà. Con còn sống. Con thật sự vẫn còn sống. Thủy Hàn chưa chết. Bà không ngờ chứ gì? Mẹ của Khiếu Thiên. Con sao vậy? Con còn sống. Mẹ thật sự vui mừng mà. Vui mừng à? Chắc trong lòng của bà đang nghĩ, chính mắt bà đã nhìn thấy Tài chết trong đá rồi. Chính bà đã giúp cho Tài nhắm mắt lại. Vậy là lúc đó thể xác ta đang bị lạnh cứng rồi cơ mà. Chắc bà ngạc nhiên lắm hả? Ta cho bà hay, ta đã sử dụng quy tức băng khu đệ pháp để qua mặt các người thoát khỏi tay kiếp. Chắc là bà thất vọng lắm phải không? Thủy à, con sai rồi. Tuy con không phải là con ruột của ta, nhưng tình thương ta dành cho con, chẳng lẽ trong lòng con không hiểu hay sao? Bất luận con có làm sai bao nhiêu chuyện, nhưng con mãi mãi là đứa con mà ta nuôi dạy hơn 20 năm qua. Im miệng đi. Con trai của bà, con trai của bà Dịch Thủy Hàn đã chết rồi. Từ khi cha ta Đông Phương Bạch Thạch thay ta đỡ tịch Ma Kiếm, Dịch Thủy Hàn đã chết rồi. Dịch Thủy Hàn bây giờ là một Dịch Thủy Hàn phục thù, ta đã thề phải loại trừ tất cả kẻ thù, loại trừ tất cả những kẻ thù ngăn cản ta hùng bá thiên hạ. Con trai, cái chết của cha con chẳng lẽ không thể đánh thức con được sao? Ân oán trên giang hồ chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hoàng hoàng tự báo, cho tới khi nào mới kết thúc đây chứ? Không thể kết thúc được. Ta mới bắt đầu thôi, tuần hay mới mở màn cơ mà. Con vừa mới nói gì? Ta phải giết chết kẻ thù từng tên một. Con, có phải chính con là người áo đen đã giết hại Đông Phương Ngọc và Lục Dương Gia phải không? Ngoài ta ra, không ai có thể lấy mạng họ trong vòng mấy chiêu. Thủy Hàn, con tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, chẳng lẽ con chưa biết danh lợi và quyền thế chẳng qua chỉ là ảo mộng hay sao chứ? Một mình con không thể nào chống lại cả thiên hạ được đâu con ạ. Bà không đủ tư cách dạy đời ta. Ta cho bà biết, sau khi ta thủ tiêu từng người một của bọn Nguyên Khiếu Thiên, sau khi ta sở hữu tịch Ma Kiếm, thì dù Tiên Hoàng Lão Tử cũng phải nghe lời ta. Thủy Hàn, con không nên tiếp tục sao lại được nữa. Mẹ sinh con đó. Bà không phải mẹ của ta. Trong mắt của bà chỉ có Nguyên Khiếu Thiên mà thôi. Không, không được, không phải như vậy. Cả hai đều là con trai của ta. Không hề. Trong lòng của bà chỉ có Nguyên Khiếu Thiên. Bà là mẹ của Nguyên Khiếu Thiên. Trời ơi, rốt cuộc con gây ra oan nghiệp gì? Bây giờ bà hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu như cái chết của ta có thể giúp con làm lại được từ đầu, ta chấp nhận. Ta chấp nhận chết để đánh thức lương tri của con. Con trai à, con đừng tiếp tục làm sao kẻ vô tội nữa. Hãy tha cho Khiếu Thiên đi con. Tha cho Khiếu Thiên. Bà sao vậy?
Bà không chờ ta trả lời đã bỏ đi rồi sao? Không lẽ bà đã biết đáp án rồi à? Đúng vậy, ta nhất định phải giết chết Nguyên Khiêu Thiên. Cản đường ta phải chết. Công chủ, có chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Cứu Thiên xông vào Phạm Nhân Cốc. Làm gì bây giờ? Cũng tại mấy người. Nếu mấy người không cố kéo muội đi, để muội ép Dương Phi khai rõ mọi sự thật, hôm nay cũng không khó xử như vậy. Thôi đi, bây giờ nói gì cũng như không. Lát nữa chúng ta có gì từ từ nói, đừng bao giờ manh động. Nhìn tay. Long ca, tại sao Quỳnh phải làm như vậy? Mọi người có chuyện gì từ từ nói, sao phải làm vậy? Nếu Quỳnh còn xem tôi là huynh đệ thì cũng nên nói nhiều. Mau thả mẹ tôi ra. Khiếu Thiên, Quỳnh biết Dân Phi đang trong tay chúng tôi, chắc Quỳnh phải biết tại sao chúng tôi bắt ả. Tôi không thể hiểu tại sao các người lại dùng thủ đoạn hèn hạ chứ chị. Chúng tôi biết rõ các diện về cái chết của đại ca, nhưng chúng tôi đã chứng minh rồi, tất cả những vật chứng đều là gài tội. Đại của tôi không lý nào phải giết người. Có lý do hay không không phải do các người nói đâu. Long Tú, muội cũng nên ăn nói ngang ngược. Ăn nói ngang ngược là các người. Trước khi Dân Phi khai ra mọi chuyện, chúng tôi tuyệt đối không tha cho bà. Khai rõ, các người đã làm gì mẹ tôi? Khiếu Thiên, cô bình tĩnh đã, mẹ cô vẫn khỏe. Nếu như mẹ tôi là hung thủ, tôi sẽ không bên bãi. Nhưng trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ, các người muốn dùng hình bức cung mẹ tôi thì đừng trách tôi ra tay. Thôi được, tôi đưa Quỳnh đi gặp mẹ Quỳnh. Đại ca, không có được. Muội đừng nói. Nếu như Dân Phi không chịu thừa nhận gì hết, chúng ta phải thả người thôi. Mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ đừng bỏ con. Tại sao lại như vậy? Mẹ, không thể như vậy được. Tại sao các người lại giết mẹ tôi? Chúng tôi không có giết mẹ Quynh. Tuy chúng tôi có ra tay ép ả khai sự thật, nhưng chúng tôi không giết mẹ Quynh. Khiếu Thiên, là thật đó, chúng tôi có thể thề mà. Lúc tối qua chúng tôi đi khỏi đây, mẹ của Quynh thật sự còn khỏe mà. Câm miệng! Mẹ tôi đã bị các người bắt đi, nay bảy đã chết tại đây. Như lẽ không phải do các người hại chết mẹ tôi sao? Hả? Khiếu Thiên, Quynh không nên manh động. Khiếu Thiên! Hên gì, nàng tránh ra đi. Khiếu Thiên, chàng nghe thiếp nói, chàng hãy bình tĩnh. Cả một mạng người, thiếp tin đang đe dọa không gặp chúng ta đâu. Chàng đừng vì nhất thời nóng giận mà gây ra lỗi lầm. Vậy mẹ ta thì sao? Chấp nhận chết quan như vậy sao? Vì Ngọc ca ca đâu? Ngọc ca ca đã chết thảm trong tay của Dương Phi. Bây giờ do ông trời có mắt, một mạng đền một mạng. Muội cấm miệng. Đồng Phương Ngọc không phải do mẹ tôi giết. Huynh không có bằng chứng, do chúng tôi giết hại mẹ Huynh. Mẹ Huynh đột nhiên chết tại đây, chúng tôi cũng ngạc nhiên vậy. Khiếu Thiên, chàng không cảm thấy cái chết của mẹ và đại ca có nhiều nghi vấn sao? Chàng không cảm thấy nó trùng hợp sao? Hình như có người muốn chứng kiến chúng ta tàn sát lẫn nhau vậy. Cho nên chúng ta phải lấy lại bình tĩnh để làm sáng tỏ mọi chuyện, có đúng không? Khiếu Thiên, cái chết của mẹ Quỳnh chúng tôi thật sự rất áy náy. Câm miệng, tôi không muốn nhìn thấy các người. Cút đi! Mọi người đi mau lên. Đi mau, ở đây có tôi. Đi đi. Mẹ chịu sự vô khống lớn như vậy, con lẽ ra con phải đoán được bọn người của Long Can tuyệt đối không bỏ qua như vậy. Lẽ ra con nên ở bên cạnh để bảo vệ cho mẹ. Nếu như con tới sớm một chút thì mẹ sẽ không chết như vậy rồi. Khiếu Thiên, người chết không thể sống lại, chàng không nên tự trách mình làm gì nữa.
Sao ta không tự trách chứ? Nửa cuộc đời đầu của mẹ ta vì ta làm biết bao nhiêu chuyện xấu, từng hại chết biết bao kẻ vô tội. Ta đã hại mẹ ta gây kiệt, ta đã hại mẹ ta. Khiếu Thiên, chàng đừng nói như vậy. Đây là bi kịch của thời chiến loạn. Xưa nay ta hy vọng cuộc đời còn lại của mẹ ta có thể được ta phụng dưỡng chăm sóc, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà tới giờ ta vẫn chưa trọn đạo hiếu gì cả. Mẹ, rốt cuộc ai đã giết mẹ? Rốt cuộc ai đã hại mẹ như vậy chứ? Sao lại như vậy chứ? Tối qua vẫn còn mạnh khỏe, sao đột nhiên lại chết được? Long Tú, có phải muội làm không? Muội, đúng vậy, lúc nào muội cũng đòi trả thù cho đại ca. Không lẽ muội đã làm chuyện hồ đồ hả? Long Tú, muội nói thật đi. Các người nói bậy bạ cái gì vậy? Tuy muội cho rằng người do Dương Phi giết, nhưng trước khi bà ấy nhận tội, muội không thể nào ra tay được. Muội nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi, ở đây không có người ngoài, làm sao muội phải gạt các người chứ? Không phải muội, vậy ta yên tâm rồi. Nhưng khi chúng ta bắt Dương Phi về, bất luận có phải như chúng ta làm không, cái chết quả chúng ta không thể thoát khỏi trách nhiệm. Đúng vậy, sau khi an táng Dương Phi xong, nhất định bắt chúng ta phải giải thích rõ. Đáng chết thật, Dương Phi không thể chết một cách khó hiểu như vậy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu tôi đoán không lầm, rõ ràng là có người giá quả. Rốt cuộc là ai chứ? Long Can, Đan Đan, Thiền Công Công, Khiếu Thiên đâu? Họ đã nhận được tin tức và biết chính các người đã bắt Dân Phi, cứ đòi đến đây tìm người. Tôi cố ngăn cản nhưng không được, tôi lo cho các người lắm. Ơ, à, bây giờ họ đâu rồi? Hai bên có ra tay đánh nhau không vậy? Chuyện gì vậy? Hả? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Dân Phi chết rồi. Hả? Sao hả? Các người đã ra tay giết ả sao? Không phải là chúng tôi giết bà ấy, chúng tôi cũng không biết là ai ra tay nữa. Nhưng bây giờ bà hại chúng tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội. Trời ơi, phen này nguy rồi. Khiếu Thiên, nếu hắn thực sự xem các người như kẻ thù giết mẹ hắn, hắn sẽ không để yên cho các người đâu. Chuyện đó chúng tôi cũng biết, nhưng bây giờ huynh ấy đang đau lòng về chuyện này, chúng tôi có giải thích thế nào cũng như không thôi. Trời ơi, nàng đã trở thành sự thật rồi, có nói cũng vô ích thôi. Chỉ có cách các người ra tay trước mới hy vọng thắng được. Ý ông nói, nếu phải chờ hắn ra tay lấy mạng các người, chỉ bằng chúng ta ra tay trước. Không, tôi không thể làm vậy. Về chuyện bắt Dân Phi, chúng tôi có lỗi rồi, chúng tôi không thể tiếp tục sai lầm. Ơ trời ơi, lúc này là lúc nào vậy? Cậu còn nhân từ với đàn bà hả? Cậu đừng quên rằng vẫn còn đang đang về Long Tú, họ phải chết theo cậu đó. Thiền Công Công, tôi biết ông muốn tốt cho chúng tôi, nhưng mà Long Can không làm như vậy đâu. Tôi cũng vậy, thà cho Khiếu Thiên hận chúng tôi cả đời cũng không thể ra tay giết huynh ấy được. Tôi cũng không ra tay được. Các người vì vậy có khác gì ở đây chờ chết chứ? Đa tạ ông đã lo cho chúng tôi. Chỉ có điều chuyện đã như vậy rồi, chúng tôi đây chỉ còn biết là tới đâu tính tới đó mà thôi. Không được, dựa vào tình nghĩa giữa ta và nàng, ta không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Cho dù ta phải chết đi nữa, ta cũng phải giúp nàng thôi. Hay là vậy đi, cậu đi theo tôi. Nè, nhưng mà đi đâu chứ? Đi ra rồi chứ Khiếu Thiên. Đông Phương Ngọc đã chết, Dân Phi cũng chết luôn, xem như xóa hết thần thù rồi, không ai được phép tìm đối phương trả thù. Nếu Khiếu Thiên không chịu nghe lời ông thì sao đây? Nếu như hắn không chịu để mặt tôi, như vậy chuyện này xem như là chuyện của tôi. Nếu như hắn dám đụng đến sợi tóc của các người, tôi sẽ phái đại quân triều đình diệt cửu tộc của hắn. Thiền Công Công, thôi đi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau đi. Tôi đi theo các người. Tôi đi nữa. Đừng vội, chúng tôi đi nói chuyện lý lẽ chứ đâu phải đi cãi nhau. Các cô đây lời qua tiếng lại thêm rối, đã được vài câu xảy ra xung đột, như vậy sẽ hư chuyện. Thiền Công Công nói đúng, các người ở lại đây chờ tin tức đi. Đi thôi. Khiếu Thiên,
Ngươi là người áo đen đã giết hại Đông Phương Ngọc và Lục Dương gia. Mẹ của ta cũng bị ngươi hại chết. Ngươi nói không sai. Hình gì? Mẹ có sao không? Không sao. Sao vậy? Không sao. Thiếp không sao hết. Mau lên chạy bỏ đuổi theo người áo đen kia đi. Thật ra ngươi là ai? Ngươi giết người còn giá họa cho người ta. Thật ra ngươi có mục đích gì? Ta cần lối kỳ lân và điện kỳ lân trong tay các ngươi. Ta còn cho các ngươi chết phải bị khắp nơi thiên hạ phỉ nhổ. Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, nàng thoát mau, Hình Nhi, nàng thoát mau. Không, tiếp không đi. Nàng thoát mau. Thoát à? Hôm nay không ai có thể thoát khỏi đi. Chẳng phải người cần lưu kỳ lân sao? Được, ta cho ngươi. Cứ chạy thử đi. Hòa Thượng bỏ trốn ngôi chùa vẫn còn đó. Sớm muộn ta cũng lấy mạng các ngươi mà thôi. Khiếu Thiên và Hình Nhi đâu rồi? Có lý nào là bỏ xác chết của mẹ mình ở đây chứ? Không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Cậu đoán trúng rồi. Nếu như tôi đoán không lầm thì bây giờ hai vợ chồng họ đang dắt nhau đi chầu Diêm Vương rồi đó. Đi chầu Diêm Vương? Tại sao biết vậy? Tại vì người tiếp theo phải chết chính là ngươi. Thì công công ông, cả đời ta đã quen bị người ta dằn mặt rồi, cho nên ta không muốn theo hầu hoàng thượng sống cuộc sống hầu hạ người chẳng ra gì nữa. Ta phải xưng bá một vùng, ta phải làm chủ tử của người ta. Cục chính như vậy mà làm sát vô tội à? Người không vì mình trời chu đất diệt, miễn sao đạt được mục đích thôi. Giết thêm vài người thì có sao đâu. Nói như vậy, giết hại đại ca và Dân Phi chính là ngươi, chính là ngươi. Kẻ giá họa vu khống người ta cũng là ngươi. Kẻ giết Dân Phi là Dịch Thủy Hàn, hắn mới là chủ tử thực sự. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn thôi. Thì ra mọi chuyện đều là âm mưu của các người. Đáng chết. Vậy mà lúc nào người cũng nói người không quên tình nghĩa của Đạt An. Kể cả ta, người cũng không tha. Cho người biết rõ sự thật, người không xứng đáng với Đạt An. Người nên chết từ lâu rồi. Ta phải giết người. Ta phải anh phụi âm mưu của các người. Ta phải. Long Can, ngươi cứ yên tâm chết đi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho Đan Đan chu đáo. Đại tẩu, tẩu nghĩ đại ca và người của Khiếu Thiên có khi nào đánh nhau hay không? Chắc không có đâu. Có Thiền công công, ta nghĩ không sao đâu. Nhưng mà đã đi lâu tới như vậy, cho dù là tốt hay xấu thì cũng phải có kết quả chứ. Đúng là có gì đó không ổn rồi. Mùi không chờ nữa, mùi phải đi coi thử. Cùng lắm mùi sẽ không nói tiếng nào hết. Đại ca, đại ca, Long ca, đại ca, Long ca, đại ca, tại sao lại như vậy? Đại ca, đại ca.
Long ca, Giang xin chào. Đại ca, tại sao lại như vậy được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, kẻ nào đã giết huynh vậy? Đại ca, Long ca à, tiếp xin chàng, chàng đừng chết mà. Thiền công công, Thiền công công, ông mau tỉnh dậy đi. Thiền công công, Thiền công công, Thiền công công, mặt của tôi với, mặt của tôi với. Thiền công công, ông mau nói tôi biết, rốt cuộc ai đã giết đại ca của tôi? Kẻ nào đã hạ độc thủ vậy chứ? Nguyệt, Nguyệt Kiều Thiền. Nguyệt Kiều Thiền, tôi nằm mơ cũng không ngờ Nguyệt Kiều Thiền lại hạ độc thủ, cho nên tôi mới bị hắn đánh lén. Hắn vì trả thù cho dân phi nên mới giết đại ca của tôi phải không? Ê, rằng chuyện này không đơn giản vậy đâu. Trong lúc tôi mơ mơ màng màng, nghe thấy Nguyệt Kiều Thiền ép Long Can giao đập Quả Kỳ Lân. Quả Kỳ Lân? Quả Kỳ Lân của huynh ấy đâu mất rồi? Nguyệt Kiều Thiền lấy Quả Kỳ Lân để làm gì? Nguyên rồi, lúc Đông Phương Ngọc chết, trong người cậu ấy cũng không có Phong Kỳ Lân đó. Nếu như cả bốn miếng Ngọc Kỳ Lân đều rơi vào tay của hắn, hắn sẽ mở ra kho báu để lấy Tịch Ma Kiếm. Nếu nói vậy, Ngọc ca ca cũng do Nguyên Kiều Thiền giết hay sao? Chẳng lẽ lời đồn trên giang hồ là thật? Nguyên Kiều Thiền có giả tâm đợi xưng dương xưng đế. Vì giả tâm của hắn, hắn đã bất chấp giết hại tất cả những người thân bên cạnh của hắn. Cô yên tâm đi, về công hay tư tôi cũng không tha cho Nguyên Kiều Thiền. Lục chàng, chàng chết oan ức lắm, thiếp nhất định sẽ trả thù cho chàng. Ai đó? Nghĩa mẫu. Đã xảy ra chuyện gì? Sao con bị thương cùng mình vậy? Tôi cũng bị một người mặc áo đen truy sát. Người áo đen? Những người trên đời này có thể đả thương con không nhiều đâu. Hắn là ai vậy? Tụi con cũng không nghĩ ra. Con không nghĩ ra? Thật tình không nghĩ ra sao? Mẹ của con đã chết rồi. Mẹ con chết rồi? Tại sao lại chết vậy? Tại sao? Cũng chính người mặc áo đen giết bà ấy. Đại ca con cũng bị hắn hại chết. Tại sao vậy? Người áo đen và các con có thù oán sâu đậm gì? Thật là nhẫn tâm độc ác vậy. Hắn làm vậy nhằm cướp kỳ lân ngọc trong tay của con và Hình Nhi. Không chỉ có như vậy, qua cách nói chuyện của hắn cho thấy hình như tràn đầy thù hận, cứ như là muốn giết chúng con cho bằng được. Vì bốn miếng kỳ lân ngọc mà đòi giết các con cho bằng được. Chỉ có Dịch Thủy Hàn. Nhưng mà hắn đã chết rồi mà. Cũng may hắn đã chết rồi. Trên thế gian này chỉ có hắn là hiểu rõ quy lực của Tịch Ma Kiếm Pháp nhất. Nếu không trên thế gian này sẽ dẫn đến một tay kiếp chết người máu chảy thành sông. Nhưng còn Lục Chuyên Gia và Đông Phương Ngọc, họ bị giết hại nhưng hai người cách xa mấy chục dặm. Ai có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Nếu như là hắn, bản thân hắn không cần ra tay, chỉ cần có người cam lòng làm tay sai của hắn. Nhưng mà kẻ nào đáng nghi nhất? Thiện công công. Nguy rồi. Nếu như thực sự là hắn, Long Can và Đan Đan thực sự đã bị nguy hiểm. Đáng hận ơi đáng hận, ngày thường Khiếu Thiên tỏ ra trọng tình trọng nghĩa và thật thà, nhưng nào ngờ trong lòng hắn lại lòng lan dạ sói. Chỉ tiếc là công lực của lão phu có hạn, không thể giúp các cô một phần sức mọn. Nếu không, tôi nhất định sẽ băm dầm hắn ra. Món nợ sau tựa biển cả này, chúng ta nhất định phải tìm hắn để tính cho xong. Các cô đừng đau buồn, vì món nợ này tôi nhất định giúp các cô đòi lại. Tôi trở về kinh thành trước, bẩm báo triều đình về chuyện này, truy nã Nguyên Khiếu Thiên. Quá Kỳ Lân đâu? Tốt lắm. Bây giờ người của Tứ Phương Môn chết có chết, thương có thương, bốn miếng kỳ lân ngọc này đã rơi vào tay của ta rồi. Chủ tử, tôi có một yêu cầu hơi quá, không biết chủ tử có thể hứa không? Có chuyện gì cứ nói.
chủ tử, ngài đừng bao giờ cho Đan Đan biết sự thật trong chuyện này. Đừng để cô ấy căm thù tôi. Hở ra thì Đan Đan, hở ra thì Đan Đan. Ông rất thích cô có phải không? À, dạ đúng vậy. Tôi thấy ông một người bán nam bán nữ, ngang nhiên có tình cảm chân thật với Đan Đan. Thì công công, ông nghe tôi khuyên một câu đi. Đan bà là tai họa. Đan Đan một lòng muốn trả thù cho Long Can và Đông Phương Ngọc, giữ lại sẽ là một tai họa lớn đó. Chủ tử, ngài không thể giết cô ấy. Chúng ta đã đưa vấn đề này vào thỏa thuận từ đầu, ngài cũng đã hứa với tôi rồi, tuyệt đối không giết cô ấy. Thì công công, sau khi đại sự thành công, ông sẽ là bá chủ một vùng, muốn tuyệt sắc cho nhân nào cũng có. Cửa sau ông cứ đòi giữ ả cho bằng được chứ. Chủ tử, bất luận như thế nào, Đan Đan là người duy nhất mà trong đời tôi phải quan tâm. Cô ấy tôn trọng tôi, miễn sao tôi còn một hơi thở, tôi không cho phép ai làm hại cô ấy. Được, vậy ta hiểu rồi. Đại tẩu, chẳng hay tẩu đang nghĩ gì vậy? Lúc nào Thiền công công cũng nói trong chuyện này là âm mưu của Khiếu Thiên. Chúng ta nghe sơ qua cũng hợp tình hợp lý, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ lại cho kỹ, ta cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không ổn sao? Chỗ nào không được ổn? Lúc đại ca và Lục Dương gia bị giết hại, Khiếu Thiên đang ở Kình Thiên kiếm phái, huynh ấy không thể là hung thủ được. Ý của đại tẩu muốn nói có lẽ hắn còn có kết với người khác để giúp hắn giết người. Ta cũng nghĩ như vậy. Võ công của Long Can khá cao, ai có thể giết huynh ấy chứ? Nếu nói như tẩu đây, quả thật là đáng nghi ngờ. Nhưng mà Thiền công công nói chính mắt ông ấy đã nhìn thấy là Khiếu Thiên đã sát hại đại ca của muội. Đây là bằng chứng không thể nào chối cãi. Trừ phi... Trừ phi thế nào? Trừ phi Thiền công công nói dối. Tại sao ông ấy phải làm vậy? Ta đang thấy lo là người thật sự có giả tâm chính là hắn đó. Đang đang Long Tú, mau, mau đi theo tôi. Nè, ông đưa chúng tôi đi đâu vậy? Bây giờ không có thời gian để giải thích cho nàng nghe, mau đi khỏi đi. Chúng tôi không đi theo ông đâu. Nếu như còn xem tôi là bạn bè của ông thì cho tôi biết sự thật đi. Tất cả mọi chuyện này vốn không phải do Khiếu Thiên đúng không? Ông hãy nói sự thật đi, đừng gạt chúng tôi nữa. Đúng vậy, không phải Khiếu Thiên giết những người đó. Đang đi theo ta. Nhanh lên. Nè, nếu không phải Khiếu Thiên giết Long Càng, vậy là ai? Thiền công công, ông nói cho tôi biết rốt cuộc là ai đã giết Ngọc ca ca và đại ca của tôi. Người là ai? Người muốn biết ai đã giết Long Càng sao? Kẻ giết Long Càng chính là Thiền công công. Không, không thể nào. Thiền công công, mà cho tôi biết đi, chuyện đó không thể nào đâu. Thiền công công, ông mau khai thật đi. Kẻ giết Đông Phương Ngọc là ông, giết Lục Chân Gia cũng là ông. Ông chính là người áo đen chuyên buộc tội giáo quả người ta. Đúng vậy, chính tôi đã giết họ, nhưng tất cả đều là âm mưu của hắn. Hả? Kẻ giết Phi cũng do chính tay hắn giết hại. Mục đích của hắn chính là vì muốn cướp Tịch Mắt Kiếm, xưng bá thiên hạ. Đúng vậy, ta làm vậy là vì xưng bá thiên hạ. Thiền công công, chỉ cần ông giết hai người này, như vậy những gì đã hứa với nhau vẫn còn giá trị. Tôi sẽ không giúp ngài giết người nữa đâu. Nếu như ngài còn giữ lời hứa thì hãy để mặt tôi mà tha cho hai cô gái này đi. Nhìn bộ mặt của ông, quả nhiên không phải đàn ông, vốn không xứng đáng làm bá chủ của một vùng. Xem như ta đã lầm người, xem ra đành phải ta độc bá Võ Lâm mà thôi. Ngươi đừng có nằm mơ. Sắp chết tới nơi, ăn nói hùng lão sao? Muốn chạy sao? Ta xem ngươi có thể chạy đâu cho thoát đi. Thiền công công, ông có sao không? Thiền công công à?
mau lên. Thiền công công, mau mau lên đi. Chúng ta chạy trong đó nghỉ ngơi một lát nữa. Thiền công công, cố lên. Đi, cố lên. Thiền công công, ông có sao không vậy? Ông có sao không? Tôi đã giết người thân của các cô. Các cô không nên cứu tôi đâu. Các cô giết tôi đi, để trả thù cho Đông Phương Ngọc và Long Cát. Giết tôi đi. Tại sao vậy? Tại sao ông làm như vậy? Ông nói đi. Tại sao? Tại sao vậy? Có trách, đừng trách tôi quá ngây thơ. Tôi cứ tưởng đi theo tên ma đầu đó có thể giành được thiên hạ, tôi có thể được làm chủ tử, xưng bá một dụng. Nhưng nào ngờ tên ma đầu đó, hắn vẫn xem tôi như tên đô tài thấp hèn của hắn. Bây giờ ông có hối hận thì có được gì đâu chứ. Ông đã hại biết bao nhiêu người. Thử hỏi ông được những gì? Rốt cuộc tay trắng vẫn là tay trắng mà thôi. Thậm chí còn tự làm hại tới mình nữa. Nạt đàn, xin lỗi nạt. Ta không nên vì lòng ích kỷ nhất thời của mình mà quấy hoại hạnh phúc cả đời của nàng. Nạt có tha lỗi cho ta không? Đạt đạt, tất cả mọi chuyện đều do ta chuốc lấy. Thiền công công, Thiền công công. Đạt, nàng hãy mang theo cái ân tính này, sau đó báo cho quan phủ các dụng lập tức truy sát tên ma đầu đó. Để Thiền công công, công công, Thiền công công à, công công, Thiền công công, Thiền công công à, Thiền công công. Khiếu Thiền, con cảm thấy thế nào? Con đỡ nhiều rồi, nhưng cảm thấy còn hơi tức ngực. Con nghĩ chắc không sao đâu. Nghĩa mẫu, có tin tức gì của Long Can không? Ta đang lo lắng chuyện này. Nếu như người áo đen xuất hiện tại Phạm Nhân Cốc và hắn đến Kỳ Lân Ngọc của Tứ Phương Môn, vậy Long Can sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nhưng mãi cho đến nay vẫn không có tin tức gì, e rằng có chuyện không may rồi. Vậy chúng ta nên làm sao? Nghĩa mẫu, con không thể chờ đợi nữa, con phải về Phạm Nhân Cốc xem sao. Thôi được, nay thương tích của con cũng đã đỡ nhiều rồi, chúng ta không nên làm mất thời gian nữa. Nhưng mà nay Hình Nhi đã mang thai, con phải ghi nhớ tuyệt đối không được làm chuyện manh động. À, con nhớ rồi. Chứ cô, chứ cô, chứ cô, chứ cô, cô. Lòng Tú, Đàn Đàn, nói mau, xảy ra chuyện gì vậy? Long Can đã bị người ta giết hại. Sao vậy? Sư cô, tên hung thủ giết hại đại ca con chính là tên Thiết Diện Nhân. Đàn Đàn, mười mau nói rõ đi, thật ra chuyện này là sao vậy? Thì ra tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Thiết Diện Nhân. Hắn vì tranh bá võ lâm nên đã cấu kết với Thiền công công, trước tiên ám sát Lục Dương gia, rồi giá họa cho Khiếu Thiên, sau đó bày ra độc kế để hại chết Ngọc ca ca và bá mẫu, khiến chúng ta phải hiểu lầm lẫn nhau. Sau cùng hắn còn ra tay giết hại Long ca luôn. Sao cô lại biết được sự thật này? Hắn chôn dưới Thiền công công để bịt đầu mối, sau đó sẽ giết luôn chúng tôi. Trước lúc Thiền công công qua đời, Lương Tâm tự trách
đã cứu thoát chúng tôi, cho nên chúng tôi mới may mắn giữ lại mạng sống này. Ngàn nhiên có chuyện này sao? Đây là do Thiện Công Công nói lúc lâm chung, không thể sai được. Tiết Diện Nhân đã cướp 4 miếng kỳ lân ngọc, hắn sẽ đi lấy tịch ma kiếm ngay. Sư cô nhất định phải ngăn cản hắn trả thù cho mọi người. Vị mẫu, bây giờ chúng ta đi tìm tên ma đầu đó, tuyệt đối không thể để hắn tìm được tịch ma kiếm. Nếu không thiên hạ khó có ngày yên lành. Khiếu Thiền nói không sai, bây giờ chúng ta có hối hận đi nữa cũng không giúp được gì, mọi chuyện đã muộn rồi. Chuyện quan trọng trước mắt là ngăn cản hắn lấy được tịch ma kiếm, mới có thể giúp Võ Lâm tránh khỏi tai kiếp. Tuyệt đối không thể để cho tên ma đầu đó tiếp tục gây hại giang hồ nữa. Cuối cùng ta đã thành công rồi. Quả nhiên trên đời không có chuyện gì khó, chỉ sẽ lòng khóc bền. Tịch ma chi đạo, nhân quỷ đông đồ. Tịch ma kiếm ơi là tịch ma kiếm, vì ngươi mà cha ta chết thảm như lưỡi kiếm của ngươi, bắt ta chịu đựng nhiều đau đớn. Lần này một lần nữa ta được sở hữu ngươi, đến lúc ngươi phải bù đắp thiệt thòi cho ta. Chúng ta cùng góp sức để chinh phục thiên hạ này. Cha, nay cha không thể sống sót nhìn con thống nhất giang hồ, nếu cha chỉ đó biết được hay thưởng thức cho đã, xem con thủ tiêu bọn người của Nguyên Khiếu Thiên như thế nào. Quy rồi, tên ma đầu đã đến rồi. Vậy chúng ta đến trễ một bước rồi. Nếu để cho hắn lấy tịch ma kiếm, e rằng không ai chế ngự được hắn nữa. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta vào trong đó đi. Hãy đi. Là các ngươi à? Tịch ma kiếm đang ở trong tay hắn, cẩn thận. Các ngươi đến đây thật đúng lúc. Hôm nay ta thề lấy mạng của các ngươi, không ai có thể hy vọng sống sót ra khỏi đây. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao làm kẻ giấu mặt, không dám lộ diện trước mặt mọi người? Các ngươi xuống âm tào địa phủ để gặp Diêm Vương đi. Tên giết người cùng ma kia, ta liều mạng với ngươi. Lục Tú, mau lấy kỳ lân ngọc giam hắn trong hang động. Đại địa kích lui. Kiều Thiền ra đây mau. Chắc ngươi là bọn tiểu nhân bị ổi vô sĩ, ta phải giết chết các ngươi. Đến rồi, chính là chỗ này. Đây là chỗ mà hồi trẻ ta luyện công. Ta đưa các con đến đây chính là muốn các con ở đây bế quan, tiếp tục tu luyện quyền công hợp thể. Tiếp tục luyện quyền công hợp thể? Tại sao vậy? Đúng vậy, chẳng phải tên ma đầu đó bị giam trong hang động không thể thoát ra được sao? Tại sao lại? Tại các con không biết đó thôi.
Hiện nay chúng ta nhất thời gặp may, cho nên có thể nhốt hắn trong hang đá. Nhưng theo như ta nghĩ, hang đá đó không thể giữ chân hắn được đâu. Thì ra là vậy. Nghĩa mẫu sự hắn có khả năng thoát hiểm ra ngoài, vậy chúng ta nhất định phải dùng quyền công hợp thể mới có thể tiêu diệt hắn. Đúng vậy. Ở đây là chỗ kín đáo, nhất thời tên ma đầu đó khó phát hiện ra hành tung của chúng ta. Các con phải khổ luyện hơn nữa mới có thể ứng phó trận đại quyết chiến sau này. Vậy càng tốt. Lúc đầu con thấy tiếc vì không thể chính tay hạ sát tên đại ma đầu mà con cảm thấy dễ dãi cho hắn. Nếu có thể dùng Nam Quả Quyền Công để trả thù cho Long Can, con tin chắc linh thiêng của Long Can có biết cũng sẽ cảm thấy an ủi. Đúng, tên ma đầu đó hắn nhẫn tâm ra tay sát hại Ngọc ca ca, con nhất định phải trả thù. Tốt, các con có quyết tâm như vậy sư cô cảm thấy an ủi lắm. Nhưng mà xem bộ võ công của tên thiết diện nhân đó còn cao hơn so với Dịch Thủy Hàn trước kia. Tịch ma kiếm ở trong tay hắn càng ngày càng tăng thêm uy lực, đồng thời hình như lại đang mang thai. Tứ phương quyền công của Đan Đan và Long Tú vẫn còn quá yếu kém, e rằng tương lai chúng ta đầy gian nan. Các con phải cố gắng hết sức mình. Cuối cùng ta đã thấu hiểu và luyện thành tịch ma kiếm pháp rồi. Ngay cả mấy tảng đá này cũng không làm khó được ta. Các người có nhìn thấy không? Ta đã thoát ra rồi. Quỷ Cửu Thiên, ta phải giết các người không chừa một tên. À, Dung Hồn Nhiếp Phách, tịch ma kiếm lại tái xuất giang hồ rồi. Sư phụ, sao thầy lại biết tịch ma kiếm lại tái xuất giang hồ? Đó là vì người đang sở hữu tịch ma kiếm nay đã luyện thành cảnh giới cao nhất của Đoạt Hồn Tam Thức, Vong Hồn Sát Phách. Sao thầy lại hiểu tịch ma kiếm như lòng bàn tay? Không lẽ ta chính là tịch ma đại hiệp trong truyền thuyết? Năm xưa, tịch ma kiếm pháp của lão nạp độc bá thiên hạ, tự cho là có thể trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Nhưng không hiểu thiên hạ bao la có rất nhiều chuyện, không phải chỉ có trắng đen hay chính tà mới có thể nói được đâu. Đúng vậy. Tứ phương môn chúng con bị xem như tà giáo, nhưng trong đó không thiếu những chi sĩ trung nghĩa. Còn bọn danh môn chính phái lúc nào cũng nói về nghĩa đạo đức, nhưng lại háo danh hám lợi, là bọn tiểu nhân nam tặc nữ sướng. Trên thế gian này có mấy ai phân biệt được giữa chính tà thiện ác? Ai được phép quyết định người nào có quyền sống còn? Lời con nói hoàn toàn không sai chút nào. Chỉ tiếc là năm xưa lão nạp không hiểu thấu được điều đó, vì chi gây ra quá nhiều sát kiệt. Trong lúc trảm ma trừ yêu cũng từng giết làm không ít mạng người vô tội rồi. Cho nên sư phụ mới cạo đầu đi tu và mang tịch ma kiếm chôn sâu dưới lòng đất. Đúng vậy. Ta cứ tưởng rằng có Phong Quả Lôi Điện Tứ Đại Kỳ Lân hộ pháp, tịch ma kiếm có thể ngủ say dưới lòng đất. Nhưng không ai biết được bốn miếng kỳ lân ngọc đó lại rơi vào tay của Hàn Lâm Nhi, từ đó mới khơi dậy sóng gió lớn như vậy. Thì ra sư phụ đã biết nhân quả lợi hại trong chuyện này. Con có lòng từ bi, lại có tuệ căn và luyện thành cảnh giới cao nhất của Phật Quang Phổ Chiếu, đủ để trảm ma trừ yêu, cứu sống tứ phương môn. Cho nên con hãy xuống núi để kết liễu đi. Kìa, ta liều mạng với ngươi. Long Tú, mau lấy kỳ lân ngọc giam hắn trong hang động. Đại địa kích luôn. Kéo thị ra đây mau. À, Vong Hồn Nhiếp Phách, tịch ma kiếm lại tái xuất giang hồ rồi. Con có lòng từ bi, lại có tuệ căn và luyện thành công cảnh giới cao nhất của Phật Quang Phổ Chiếu, đủ để trảm ma trừ yêu, cứu sống tứ phương môn. Cho nên con hãy xuống núi để kết liễu đi.
Chẳng lẽ Tứ Phương Môn đang lâm vào cảnh nguy cấp tột dọc sao? Đúng vậy. Đây cũng chính là kiếp số của Tứ Phương Môn. Mấy năm qua giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện lớn, ta đã ghi chép lại rồi. Con đọc xong sẽ hiểu ngay thôi. Con đọc đi. Quy Khiếu Thiên và Tứ Phương Môn lại có duyên phận sâu đậm như vậy. Đại ca, đại ca chết rồi. Lẽ ra con định rút chân ra khỏi giang hồ. Xem bộ con phải rút chân vào học trần, thay trời hành đạo. Các người nghe cho rõ và nhìn kỹ kỹ nha. Tên thiết diện nhân này là hung thủ giết hại Lục Dương gia. Hắn đã phạm đại tội, bị tru di cửu tộc không thể tha. Triều đình hạ lệnh trọng thưởng để bắt hắn. Muốn làm giàu thì tính mắt hơn đi. Kẻ nào dám bao che tội phạm sẽ bị xử theo đồng phạm. Chạy ra, chạy ra. Nguyên Khiếu Thiên, ta tìm đủ mọi cách hạ nhục thanh danh của ngươi, nhưng nào ngờ bây giờ ngươi được ung dung tự tại, còn ta trở thành chuột chạy ngang đường, mọi người đuổi theo đánh. Nhưng mà không sao, tuần này chưa kết thúc đâu. Ngươi cứ đợi xem, ta nhất định cho ngươi nếm mùi cái chết đau khổ nhất như thế nào, đảm bảo ngươi sống đau khổ hơn chết. Người bám theo ta à? Do cố chấp của người bám theo người. Đi rồi. Người vất vả luyện thạch tịch ba kiếm pháp, nhưng không thể loại trừ tâm ma của mình, mới thật sự là kẻ điên buồn cười. Thật ra ngươi là ai? Cả đời ngươi thuộc tính người ta, giết người vô số. Ta có là ai, đối với ngươi mà nói đều không mang ý nghĩa. Ngươi đã biết ta luyện thành tịch ma kiếm pháp, vậy còn dám nói ta những lời như vậy sao? Thừa lúc ta chưa muốn giết ngươi, cút đi. Nếu ngươi còn đối chút tuệ căn, thì lập tức bỏ đồ đao xuống, quay về bờ bến. Nếu không tà khí chiêu thức của tịch ma kiếm, chẳng những không thể giúp ngươi thoát khỏi khổ hải, ngươi lại càng khiến ngươi càng xa lầy. Tịch ma kiếm pháp vô địch thiên hạ, tất cả những ai ngăn cản ta, ta gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, ngược lại sẽ trở thành vong hồn như kiếm của ta. Ngươi vẫn không ngộ ra được. Bi thảm, bi thảm. Kẻ đã chết rồi không hề biết bi thảm là gì. Đại địa kinh lôi. Hình Nhi, cô có sao không? Tôi không sao. Xin lỗi nha, do tôi nhất thời không kịp phản ứng, đã liên lụy mọi người. Hình Nhi, nàng nhất định phải tập trung hơn có biết không? Chiều này của chúng ta luyện lâu vậy vẫn không thể phối hợp ăn ý được, sao có thể chống lại thiết diện nhân được? Nàng không thể sai sót nữa. Thì biết rồi, xin lỗi chàng. Hình Nhi, cô có sao không vậy? Tôi không sao. Không đúng, mặt cô tái xanh như vậy còn đổ mồ hôi hột, đúng là phải có vấn đề. Mạch của nàng đập nhanh lắm, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Khiếu Thiên, chúng ta không thể vì nôn nóng trả thù mà phớt lờ sức khỏe của Hình Nhi. Hình Nhi, chắc cô chịu đựng lâu rồi. Sức khỏe không tốt thì phải báo cho chúng tôi biết. Bụng cô lớn như vậy, không may cô sơ ý động đến thai nhi, lúc đó biết tính sao đây? Tôi không muốn gì tôi mà ảnh hưởng đến mọi người. Hình Nhi, xin lỗi nàng, do tôi quá nôn nóng đã phớt lờ cảm nghĩ của nàng.
Thực ra tôi cũng nghĩ như mọi người vậy, đông nóng trả thù, nhưng bản thân tôi không đáp ứng được sức khỏe. Vậy tôi nghĩ thêm một lát, chúng ta sẽ luyện tiếp. Các con nhất định phải kiên trì tới cùng. Hình Nhi, bây giờ nàng cảm thấy sao rồi? Chàng không nên quá lo, chẳng qua thiếp tập quá sức thôi. À, ngồi đi. Ta rót trà cho nàng. Không cần đâu, thiếp còn nghỉ một chút là được rồi. Hình Nhi, xin lỗi nàng, sức khỏe của nàng vốn không đáp ứng được, ta còn ép nàng luyện công. Ta hoàn toàn không biết gì về cảm nghĩ của nàng. Thiếp không sao đâu, thiếp có thể chịu đựng được. Quy lực của Tịch Ma kiếm nàng đã lĩnh giáo rồi. Tuy thiết diện nhân ấy bị nhốt trong hang đó, nhưng nghĩa mẫu đã nói hang đó chưa chắc nhốt được hắn. Nếu vì hắn có đòi giết chúng ta cho bằng được, nếu chúng ta không siêng năng luyện công, không may hắn quay trở lại trả thù, chúng ta không thể chống chọi được. Thiếp hiểu chứ. Thiếp biết đôi vai chàng gánh quá nhiều áp lực và trách nhiệm. Thiếp chỉ hận mình không thể chia sẻ với chàng. Chuyện duy nhất hiện nay thiếp có thể làm là cố gắng đừng trở thành gánh nặng của mọi người. Không có đâu, nàng và đứa con trong bụng mãi mãi không thể trở thành gánh nặng của ta. Và chỉ có người vợ hiền chu đáo và tri tâm như nàng đây mới có thể động viên ta vượt qua rất nhiều ải khó khăn. Nhưng thiếp chẳng làm gì cả. Thiếp chỉ nhận định rằng chàng là người cho thiếp nương tựa kiếp này và muôn kiếp sau. Cho dù có gặp khó khăn lớn bao nhiêu, thiếp cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Nhưng mà đối thủ lần này hắn mạnh hơn bất kỳ đối thủ mạnh nào trước đây. Sau này sẽ xảy ra những chuyện gì không ai có thể đoán trước được. Hiếp tin ta không thể thăng chanh. Cho dù tính đại ma đầu đó thoát khỏi hang đá, hắn cũng phải chết thôi. Nàng nói rất đúng, chúng ta phải có lòng tin ở chính mình. Nàng bị sao vậy? Tại con cưng của chàng đó, nó ở trong bụng thiếp luyện quyền cước. Tiểu tử thúi, ai cho con ăn hiếp mẹ con chứ? Nếu như con không chịu an phận, sau này con mà chào đời, ta sẽ đánh đít con. Sao chàng lại tỏ ra nghiêm túc vậy? Không may cho người ta nghe thấy sẽ cười chúng ta đó. Tất nhiên ta phải nghiêm túc rồi. Chỉ cần có ta, không ai được ăn hiếp nàng. Cho dù là tiểu bảo bối trong bụng của nàng cũng không được. Thiếp nghĩ chắc là nó cũng hoạt bát hiếu động như chàng vậy. Nè, năm xưa lúc mẹ chàng mang chàng, chắc là từng chịu khổ rất nhiều đó. Ta không thể tròn đạo hiếu với mẹ ta nữa rồi. Và mẹ không thể nhìn thấy cháu của mình chào đời. Chàng đừng đau buồn nữa. Thiếp sẽ trả thù cho mẹ chàng thôi. Chúng ta nhất định trả thù cho mẹ. Vị cô nương này, hoan nghênh cô đến trước cô chúng tôi. Cô có cần gì cứ dặn dò chúng tôi đi. Dẫn quầy, làm phiền ông hốt giùm tôi mấy thang thuốc cho thai phụ an thai bổ khí huyết. Không cần phải hạ tiện giùm tôi, miễn sao thuốc tốt là được rồi. À được 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 được, tiệm chúng tôi là thương hiệu trăm năm, bảo đảm hàng thật giá rẻ. Cô chờ một lát nha, tôi hốt cho cô ngay. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, cá lớn cắn mồi rồi. Cho dù các cư có xảo quyệt trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ngươi là ai? Mau bước ra đây. Lạ thật, chẳng lẽ mình bị qua mắt sao? Hay là nghe lầm?
Thôi đi, không có ai cả. Chắc là do đang nghi mới có cảm giác này. Hình Di, nè à. Đây là thuốc cho đang đang đi chợ hút cho nàng, dưỡng thai bộ khí huyết. Nàng mau uống đi. Đa tạ chàng. Nàng và ta sao phải nói đa tạ chứ, uống mau lên. Đắng quá, khó uống quá. Thiếp không uống đâu, đắng lắm. Thuốc đắng giả tật mà. Vì sức khỏe của nàng, vì con trai ngoan chưa vào đời của chúng ta, nàng phải chịu cực một chút rồi. Sao chàng dám chắc rằng thiếp nhất định sẽ sanh con trai? Chuyện đó có sao đâu. Cho dù có sanh con gái, ta vẫn vui mừng như thường. Sau này sẽ như mẹ của nó vậy, là một đại mỹ nhân. Khiếu Thiên, chàng còn nhớ không? Chúng ta từng thề với nhau, một ngày nào đó sống ẩn trong rừng sâu, tránh xa ân quán giang hồ. Đây chính là hạnh phúc lớn nhất trong đời chúng ta. Sao ta có thể quên được? Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của ta. Khoảng thời gian có nhau, cuộc sống của chúng ta chính là mơ ước thành hiện thực. Nếu như không có những ân oán tình thù rắc rối đó, Diệp rất mong có thể cùng chàng sống mãi ở đây, sẽ không thay đổi cuộc sống này nữa. Nàng yên tâm, sau khi tôi loại trừ tên ma đầu đó, giúp mẹ cho chúng huynh đệ trả mối thù sâu từ biển này, mọi chuyện sẽ được như ý của nàng. Đến lúc đó sẽ không còn thị phi gì quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong thời gian qua, càng lúc thiếp càng lo, càng lúc càng thấy bối rối. Thiếp lo sợ chúng ta không thể đối phó tên đại ma đầu đó. Thiếp cũng không biết liệu có thể chờ đến ngày đó hay không. Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả. Chẳng phải nàng vừa nói ta không thể thắng chánh sao? Ta cam đoan với nàng, tuyệt đối không để cho nàng chịu thiệt hại đâu. Mọi chuyện rồi đây sẽ sống im gió lặng. Ừ. Được rồi, không nhắc chuyện bực bội đó nữa. Cũng đã trễ rồi, nàng mau uống thuốc đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ. Là tiếng gì vậy? Hình như là từ dưới bếp vang ra. À, nàng ngồi nghỉ đi, ta xuống bếp coi sao. Đừng bao giờ ra ngoài đó. Ừ. Khiếu Thiên, thế nào rồi, xảy ra chuyện gì? Con cũng không biết nữa. Lạ thật, sao siêu thuốc lại rớt xuống được? Đằng đằng, hôm nay con ra ngoài, có ai nhận ra con không? Hoặc bị theo dõi hay không? Không có đâu, trên đường về đây con rất cẩn thận, giống không phát hiện ra khác biệt gì. À! Nguy rồi. Hình Di. Hả? Hình Di. Hả? Hình Di. Hình Di. Sao không thấy Hình Di đâu hết vậy? Nhất định có người lén ra tay, bắt Hình Di đi, chúng ta mau đuổi theo. Hình Di. Hình Di. Nàng đang ở đâu vậy? Hình Di. Hình Di. Hình Di, nàng đang ở đâu vậy? Hình Di. Hình Di. Hình Di. Hình Di. Hình Di. Nàng đang ở đâu vậy? Hình Di. Hình Di. Nàng mau trở lại đi Hình Di. Hình Di. Hình Di. Nàng đang ở đâu vậy? Hết gì? Hết gì? Hết gì? Nàng ở đâu? Kiều Thiên. Kiều Thiên. Kiều Thiên. Kiều Thiên. Kiều Thiên. Thiên. Con phải mạnh dạn hơn. Kẻ địch đã có sự toan tính từ đầu rồi. E rằng chúng ta không thể nào đuổi kịp được nữa. Nhất định là thiết diện nhân, ngoài hắn ra thì không còn ai. Ta đã nói từ đầu, với công lực của tên thiết diện nhân đó,
hang đá dưới lòng đất ấy không giữ chân hắn lại được. Bây giờ hắn đã thoát khỏi hang đá rồi, hắn đến tìm chúng ta trả thù đó. Tên ác ma đó giết hại bao nhiêu người thân của con còn chưa đủ, ngang nhiên đòi hại luôn hình gì. Là lỗi của con, là lỗi của con. Con không thể bảo vệ tốt cho hình gì, con không thể bảo vệ tốt cho hình gì. Mình đừng có nói như vậy. Võ công của người đó rất cao, là bất kỳ ai cũng không thể nào đề phòng, không thể trách Quỳnh được. Chuyện quan trọng trước mắt là phải làm thế nào để cứu thoát được Hinh Nhi. Lòng Tú nói rất đúng, chuyện này chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Khiếu Thiên, còn phải mạnh dạn hơn. Ta tin rằng Hinh Nhi còn hy vọng. Nghị mẫu, Nghị mẫu nói thật chứ? Ừ. Con thử nghĩ xem, lẽ ra hắn có thể dễ dàng giết chết Hinh Nhi, sau đó mới đối phó với chúng ta. Nhưng mà hắn không làm như vậy. Nếu ta đoán không lầm, hắn phải tốn nhiều công sức để bắt cóc Hinh Nhi, ắt hẳn phải có âm mưu quỷ kế gì đó để đối phó với chúng ta. Như vậy trong thời gian ngắn Hinh Nhi của chúng ta sẽ không nguy hại tính mạng đâu. Chúng ta sẽ có thời gian đi cứu nó đó. Được, bất cứ mọi giá con nhất định phải cứu thoát Hinh Nhi. Ở đây là đâu? Bắt được Hinh Nhi, chúng ta lại gặp nhau. Ngươi là ai? Thực ra giữa chúng ta có thù oán sâu đậm gì? Sao ngươi lại làm sát kẻ vô tội? Ai nói các ngươi vô tội? Các ngươi có mối thù giết cha với ta, các ngươi phải được nếm mùi sống dở chết dở là như thế nào? Mối thù giết cha? Cha ngươi là ai? Cha của ta? Ngươi không nên hỏi nhiều làm gì. Các ngươi cho rằng nhốt ta vào hang thì ta không thoát được sao? Các ngươi quá xem thường ta rồi. Ta không biết ngươi bắt ta đến đây thực ra để làm gì, nhưng bây giờ ta đã rơi vào tay của ngươi. Ngươi muốn chém muốn giết cứ tùy ý ngươi. Giết chết ngươi sao? Ở đâu ra chuyện dễ dãi như vậy? Nếu ta không cho ngươi nếm mùi thật sự bị hành hạ, có khác gì thẹn với võ công mà ta đang sở hữu sao? Thực ra ngươi muốn gì? Ta muốn làm gì à? Nhờ phúc của ngươi, ta ở trong hang động đã triệt để luyện thành tịch ma kiếm pháp rồi. Lần này bắt ngươi về đi là ưu tiên cho ngươi đến mùi cảnh giới tối cao của đoạt hồn tam thức. Thực ra ngươi muốn gì đây? Ngươi đúng là tán tận cùng tính vô nhân đạo. Nếu thầy vua cứ chửi thêm vài câu đi, cho người trúng thần kiếm của ta, làm theo ta sai khiến đi giết Nguyên Khứ Thiên, để xem ai mới là kẻ cuồng tính đây. Tên ác ma như ngươi, ngang nhiên làm trái ý trời, luyện loại kiếm pháp ác độc như vậy, ngươi không sợ bị trời hành hay sao? Câm miệng đi. Tất cả đều do các ngươi ép ta. Không những ta phải trả thù cho cha ta, khiến các ngươi chết trong thê thảm, mà ta phải còn hoàn thành tâm nguyện của ta, chinh phục thiên hạ, nhất thống giang hồ. Người đúng là kẻ điên cuồng. Nếu chỉ cha người dưới kia cô biết, nhất định muôn đời muôn kiếp không được yên thân. Người chửi cho đã đi. Trên thế gian này không có ai có thể ngăn cản ta nữa. Dòng hồn giết phách. Đại ma đầu Hinh Nhi, ta là chủ nhân của ngươi, hãy nhìn ta đi. Đại ma đầu, ngươi mau ra đây cho ta. Khiếu Thiên, không nên manh động, e rằng trong hang có bẫy đó.
Người có nghe thấy không? Người mau ra đây. Các ngươi thông minh lắm, đến đây thật đúng lúc. Ta đây chờ các ngươi đã lâu rồi. Ngươi lại tên tiểu nhân hèn hạ, ngang nhiên đối xử với thai phụ như vậy, không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Mà trả hình nhi lại cho ta. Dùng quỷ kế nham hiểm như vậy để hại người, đâu đáng mặt anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh quyết trận tử chiến với chúng tôi đi. Muốn bắt ta thả người à? Với khả năng của các ngươi, xem ra không biết tự lượng sức rồi. Ngươi hãy nhìn rõ đi, triều đình đã phái binh mã đến đây để bắt tên nghịch tặc đòi phiến loạn tạo phản như ngươi. Nếu ngươi không cúi đầu nhận tội, lát nữa sẽ bỏ xác nơi đây đó. Phó công binh tới giết ta, các ngươi đã nằm mơ ba ngày rồi. Bắt được Hình Nhi, bước ra đây. Hình Nhi, Hình Nhi, nàng không sao chứ? Thiếu Thiên, không nên vội. Huynh nhìn Hình Nhi xem, hình như có gì đó không ổn. Đang quả nhiên tinh mắt, như đã phát hiện ra rồi. Lạc nửa tay quả sạp xuống đây. Người đã làm gì Hình Nhi? Ta không làm gì hết, chẳng qua ta dùng mã để thử vài chiêu, cho các ngươi được chứng kiến quy lực của vong hồn nhiếp phách mà thôi. Ngươi dùng vong hồn nhiếp phách đối phó với Hình Nhi sao? Đúng vậy. Ngươi dám làm hại Hình Nhi? Kiều Thiên, Kiều Thiên. Nguyệt Cửu Thiên, ngươi cho rằng bắt được Hình Nhi còn nhận ra ngươi à? Nay ả đã thay đổi rồi, đã trở thành một nữ ma đầu giết người theo mệnh lệnh của ta. Các ngươi có bản lĩnh thì giết cả, nếu không ả sẽ đuổi theo các ngươi tới chân trời góc biển đến chết mới thôi. Bắt được Hình Nhi, đi đi, mau hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi đi. Hình Nhi. Hình Nhi, Long Tú, thoát mau. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Tại sao Hình Nhi lại như vậy? Tại sao cổ lại trở thành như vậy? Sư cô, chẳng phải trước kia con cũng từng bị tịch ma kiếm phá khống chế tư tưởng? Chẳng phải mọi người đã phá giải dùm cho con? Thì bây giờ không còn long hành châm của Ngọc ca ca, nhìn nếu chúng ta có thể nghĩ cách bắt lấy Hình Nhi, sau đó bốn người chúng ta hợp lực với nhau đã thông kinh mạch cô ấy, không chừng cũng có thể quá giải kiếm khí trong người của Hình Nhi. Đúng vậy, dù muốn dù không, bây giờ chúng ta phải làm thử. Vô dụng thôi. Tại sao vậy? Theo như truyền thuyết, vong hồn nhiếp phách là cảnh giới cao nhất của đoạt hồn tam thức trong tịch ma kiếm pháp. Người bị trúng mũi kiếm mãi mãi không thể quá giải được, e rằng chỉ có chết thôi mới có thể thật sự quá giải được. Nghi mẫu nói sao? Chỉ còn cách giết chết Hình Nhi mới có thể phá được kiếm pháp. Con không tin đâu. Không thể như vậy, không thể được, không thể được. Kiều Thiền, huynh không nên xúc động, bình tĩnh lại đi. Sao tôi có thể ra tay đối phó Hình Nhi chứ? Cô ấy là người vợ mà tôi thương yêu nhất. Kỷ mẫu, hãy cho con biết chuyện này không có thật đi. Nhất định sẽ có cách cứu Hình Nhi mà. Nhất định phải có cách. Kỷ mẫu nói đi chứ. Kiều Thiền, ta không biết nên nói sao đây. Theo lý, người trúng kiếm chịu sự khống chế của kẻ dùng kiếm, có lẽ chúng ta nên giết ma đầu. Mà chú này có thể không công mà phá cũng không chừng. Nhưng mà chúng ta... Sư cô, ý của sư cô muốn nói bây giờ thiếu mất Hình Nhi, chúng ta sẽ không triển khai quyền công hợp thể, vốn không thể loại trừ tên ma đầu đó. Ừ, không giết được cũng không phá được kiếm pháp của hắn, có khác gì chúng ta phải xua tay chịu trận rồi. Hình Nhi, Hình Nhi, ta là Khiếu Thiên, ta là chồng của nàng đây. Hình Nhi, Hình Nhi, nàng tỉnh dậy đi có được không? Ta xin nàng hãy tỉnh dậy đi. Hình Nhi, ta xin nàng tỉnh dậy đi. Ta xin nàng, nàng tỉnh dậy đi có được không Hình Nhi? Ta không biết ngươi là ai hết. Ngươi cần phải chết. Khiếu Thiên, Khiếu Thiên. Đừng bỏ. Kiều Thiên,
nàng giết ta đi. Nếu như giết ta có thể quá giải ma tính của nàng, có thể giúp nàng tỉnh dậy được, thì nàng có ra tay đi. Nàng giết ta đi. Không, Khiếu Thiên, quý không nên làm vậy. Cho dù con có chết, hình như không tỉnh lại được đâu. Bụng của tôi đau quá. Hình Nhi, bụng của tôi đau quá. Nguy rồi, nó sắp sanh rồi. Hình Nhi, đúng rồi, sắp sanh thật rồi. Tiếng tầm con. Đăng Đăng, đây là... Hình Nhi đang chuẩn bị sanh, nhưng tâm trí bị người ta khống chế. Nếu như không dùng tuyết tầm công buộc chặt cô ấy lại, không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là cách duy nhất rồi. Nhưng mà chúng ta cứ mặc cô ấy ở trong quả trứng hay sao? Cô ấy có thực sự an toàn không? Quỳnh yên tâm đi, Hình Nhi ở trong đó chẳng những có thể thoáng khí, vả lại còn rất ấm và an toàn nữa. Cô ấy sẽ không sao đâu. Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi ở trong đó rất lâu rồi, không biết bây giờ tình hình ra sao nữa. Đăng Đăng, tôi có thể vào trong đó thăm cô ấy không? Khiếu Thiên, tôi biết Quỳnh đang nôn lắm, nhưng bây giờ chúng ta còn biết kiên trì chờ đợi thôi. Mọi chuyện nên cho ông trời sắp xếp đi. Nhưng mà... Khiếu Thiên, con nên yên tâm chờ đợi xem. Con nghĩ đứa bé chào đời thật đúng lúc. Trong lúc Hình Nhi còn đang ra tay đòi giết con, nó đã cứu mạng con. Có lẽ đây là ý trời. Ta tin tất cả mọi chuyện có thể tai qua nạn khỏi. Hình Nhi nhất định sẽ bình an vượt qua khó khăn này mà thôi. Đúng vậy Khiếu Thiên, Quỳnh vừa mới bị thương thôi, không nên lo lắng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đau chết tôi rồi, đau quá. Sao lại như vậy? Tại sao trước mặt Hình Nhi là một màn trắng không thấy gì hết? Ta hoàn toàn không thấy gì. Vong hồn nhiếp phách! Thật là vô lý. Tâm trí bắt được Hình Nhi vẫn còn chịu khống chế của mình, tại sao cô ấy không thể cử động được? Thật ra chuyện này là sao? Không lẽ người có Quy Cứu Thiên biết được phương pháp kỳ lạ đó có thể đối phó tịch ma kiếm pháp của ta? Không, không thể nào. Không được, ta phải đích thân tới đó, đích thân hạ sát bọn người kia, không thể cho họ thoát chết được. Chành rồi. May mắn quá, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Hình Nhi, nàng có làm sao không? Ta là Khiếu Thiên, ta là Khiếu Thiên đây Hình Nhi. Khiếu Thiên. Đúng vậy. Khiếu Thiên.
cuối cùng nàng đã nhận ra ta rồi. Tinh Nhi, cuối cùng nàng đã nhận ra ta rồi. Hình Nhi, chàng xem, cuối cùng chúng ta đã có con trai rồi. Con trai của chúng ta. Hình Nhi, ta đa tạ nàng. Ý trời, đây là ý trời. Thì ra không chỉ có chết mới phá được ma chú này, sự chào đời của đứa bé này cũng phá được ma chú này, đã đánh thức Hình Nhi. Hình Nhi, không thể nào. Sao họ có thể phá được vong hồn giết phách của ta? Không lẽ bắt Trần Hình Nhi chết rồi sao? Không thể nào. Bọn người Nguyên Cơ Thiên không thể giết chết Hình Nhi được. Trong chuyện này có vấn đề, ta phải đi tìm hiểu cho rõ. Hình Nhi, con nhìn nè. Bao nhiêu ngày qua, may mà có mọi người giúp đỡ. Đa tạ mọi người không có bỏ rơi tôi. Đa tạ mọi người cùng tôi đi đến cùng. Con khờ lắm, có thể chứng kiến con mình an tĩnh vậy, chúng ta vui mừng hết biết. Đúng vậy, bây giờ không chỉ Hình Nhi đã trở về, trở lại còn mang đến cho chúng ta một hy vọng mới. Đây là chuyện duy nhất trên đời. Sư cô à, chúng ta không nên ở lại đây. Sức khỏe của Hình Nhi còn yếu, không may tên ma đầu xuất hiện sẽ nguy hiểm lắm. Đi khỏi đây mau đi. Ừ. Các người muốn trốn sao? Đừng nằm mơ. Thì ra chính là tên ma đầu ngươi. Thì ra do bắt Đường Hình Nhi sanh đứa con này mới làm hỏng đại sự của ta. Các người có bản lĩnh phá kiếm khí của ta, hôm nay các người đừng hòng sống sót thoát khỏi đây. Dĩ mẫu, đưa Hình Nhi chạy trước đi, chúng còn giữ hắn lại. Khiếu Thiên, đi. Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, Khiếu Thiên. Yeah. Nhanh lên. Muốn chạy sao? Muốn bỏ trốn mà. Hôm nay ta sẽ lấy mạng đứa bé, cho các ngươi phải đau khổ suốt đời, sau đó bắt các ngươi tế kiếp của ta. Cẩu tặc, ngươi đừng có nằm mơ. Đại địa kinh lôi, vong hồn kiếp pháp. Nghĩa mẫu, hãy đột phá đi. Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu, sư cô, sư cô, sư cô, nghĩa mẫu, sư cô, nghĩa mẫu, ta. Nghĩa mẫu, sư cô, sư cô. Các ngươi lên cùng một lúc đi, để ta lĩnh giáo cái gì gọi là quyền công hợp thể thối tha. Tên ác ma kia, ngươi ngang nhiên dám hại chết nghĩa mẫu của ta, hôm nay ta liều chết với ngươi. Nghĩa mẫu, chúng con sẽ trả thù cho nghĩa mẫu. Hãy xem thịt ba kiếm pháp bị công hợp thể. Hình Nhi, Hình Nhi, đây là lỗi của thiếp. Thiếp đã làm hại mọi người. Chị mà nói quyền công hợp thể là khắc tinh của tịch mặt kiếm ta, thì ra chỉ có vậy thôi sao? Này thắng bại đã phân định, ông trời giúp ta trở thành thiên hạ vô địch võ lâm chí tôn. Các người chuẩn bị xuống địa ngục đi, nộp mạng cho ta.
Dương Thúy Hằng, do Đông Phương Bạch Thạch cho ngươi tọa nguyện cho nên mới tha chết cho ngươi. Ông trời cho ta được sống để làm nên bán nghiệp gian trời và đất cho đời sau. Các ngươi trở thành đá lót đường cho ta, cam chịu đi. Dương Thúy Hằng, cha ngươi vì ngươi bất chấp hy sinh mạng sống, trước lúc làm chung vẫn không quên thay ngươi chuộc tội. Nhưng là người ngươi sống sót mà không biết hối cải, còn dùng thủ đoạn hại chết biết bao nhiêu người vô tội, chẳng lẽ ngươi không hề sợ quả báo hay sao chứ? Bây giờ tịch ma kiếm trong tay của ta, ta chính là thần, ta chính là ông trời. Dịch Thủy Hà, ngươi tội ác tày trời, cáp chịu đi. Quyền công hợp thể cũng không thể giết ta, ngươi có thể làm gì ta chứ? Ngươi vẫn chưa lĩnh giáo cảnh giới cao nhất của quyền công hợp thể, phong quả lô điện, kỳ lân tái hiện, kỳ lân tịch ma châu. Cảnh giới cao nhất của kỳ lân quyền công chính là kỳ lân tịch ma châu, chỉ được phép sử dụng lúc mạng sống nguy ngập nhất. Trong cuộc đời của ta chỉ có một lần này thôi. Sư thúc, đã tạ thúc mang một lần duy nhất trong đời để dùng cho đứa cháu bất hiếu từng đòi sát hại thúc. Xin sư thúc tha tội. Quá khứ không đáng để nhắc lại. Hiếu Thiên, ta vào Tứ Phương Môn cho con. Cha, khi nào cha mới trở về vậy? Cha! Nín đi con, nín đi con, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Mẹ đây nè. Nghi Mầu, người hãy an nghỉ. Hình Nhi, Long Tú, Đan Đan, lần này chúng ta đến Đại Mạc Mông Cổ, từ nay sống như dân du mục, trời đất là nhà, sẽ không trở về Trung Nguyên nữa. Liệu sau này mọi người có hối hận không? Hồng trần đầy bụi như trong giấc mơ, quên sợ chúng tôi chưa hiểu thấu được hay sao? Mọi người nghe xem,
Một người si tình như Long Tú của chúng ta cũng đã thấu hiểu được thế giới môn hoa này đâu có gì đáng lưu luyến. Được, chúng ta đi.